Sáng ngày 2 tháng 12, Trung tá Trần Văn Song, Phó đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sáng cùng ngày, sau nỗ lực tập trung xử lý, khắc phục sạt lở của các lực lượng chức năng, quốc lộ 8A đi lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và ngược lại đã được thông tuyến. Trước đó, vào tối ngày 1 tháng 12, do ảnh hưởng mưa kéo dài đã khiến khoảng 70-80 mét khối đất đá trên vách núi cao bị sạt lở tràn xuống mặt quốc lộ 8A tại vị trí km 82+300, khu vực cầu Eo Cô Gái, địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh với chiều dài khoảng 15-20 mét. Sự việc khiến tuyến độc đạo đi lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và ngược lại bị ách tắc, các phương tiện phải tạm thời dừng lại ở hai đầu đường. Ngay sau khi nắm được thông tin, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã phối hợp với các cơ quan chức năng huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng đến hiện trường tiến hành phân luồng, lập biển cảnh báo, trực chốt ở hai đầu địa điểm sạt lở để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và phương tiện. Đến khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 12, sau thời gian nỗ lực tập trung đẩy nhanh tiến độ khắc phục, đất đá sạt lở trên tuyến quốc lộ 8A đã được giải phóng khỏi hiện trường và thông tuyến. Hiện các phương tiện từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về nội địa và ngược lại đã lưu thông bình thường.